Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Phong thủy nhà hướng Đông Bắc theo quẻ huyền không phi tinh. Nói về vấn đề tín ngưỡng trong đời sống, khi dọn vào một ngôi nhà để ở hoặc một nơi để kinh doanh buôn bán, các bạn nên có sự tín ngưỡng. Tín ngưỡng về tâm linh của nơi này, đơn giản là thành tâm khấn sẽ được phù hộ độ trì, khai báo với thổ thần thổ địa và những người khuất mặt khuất mài nơi này, phù hộ cho chúng ta sự yên ổn để sinh sống. Nếu có cúng kiến nên cúng chay cho thanh tịnh, giảm sát sanh. Cúng kiến tín ngưỡng là một phương tiện tốt cho tâm. Thờ cúng hay phong thủy đơn giản là những phương tiện trong đời sống. Phương là phương pháp, ta dùng phương pháp nào tiện lợi với ta là tốt nhất. Hướng Đông Bắc trong vận 8 có 3 quẻ đều khá tốt. Nhà ở chú trọng vào môn chủ táo, tức là cửa chính, phòng ngủ của gia chủ và bếp. Với phong thủy công ty, ta chú trọng vào phòng giám đốc, phòng kế toán. Với hộ kinh doanh hoặc là shop bán hàng, ta chú trọng vào bàn làm việc, bàn quản lý, bàn thu ngân. Với hộ kinh doanh, ta chú trọng vào bàn quản lý, bàn thu ngân hoặc là bàn thờ. Đặc biệt nếu tìm ra được tài vị, có thể dùng hồ cá để kích tài giúp vượng tài. Bạn có dùng bao nhiêu vật phẩm phong thủy đắt tiền, nhưng khi về gia đình thiếu sự hòa thuận, thiếu sự thông cảm thì phong thủy chỉ là vô nghĩa. Mỗi khi về đến nhà, tâm trí bị bao vây bởi công việc, tâm không an thì phong thủy vô ích. Người tin phong thủy thì xem phong thủy là vạn năng, người không tin thì xem phong thủy như một bài hát tẻ nhạt. Giả dụ Khải Toàn có một chiếc mắt kính lão, Khải Toàn xem nó là vật rất cần thiết. Nhưng với người trẻ tuổi có đôi mắt sáng còn tốt thì chiếc kính lão này hoàn toàn không giá trị. Trong cuộc sống này, khi đủ duyên, việc sẽ đến. Cũng chính vì vậy, phong thủy giống như một quyển sách, rất ý nghĩa với người này nhưng vô nghĩa với người kém duyên. Tại Hồng Kông và Singapore là hai quốc gia ứng dụng phong thủy khá phổ biến. Thế nào là phong thủy tốt? Sạch sẽ, gọn gàng, tâm an lạc là phong thủy tốt. Không mùi khó chịu, không tiếng ồn, thông cảm lẫn nhau và có lòng bao dung là phong thủy tốt. Khải Toàn trợ duyên với các bạn tự học phong thủy, mang đến cho các bạn kiến thức phong thủy chân chính. Học thuật trước tiên là giúp bản thân, sau đó là giúp người. Nhưng không nên thái quá. Giả dụ bạn tin vào phong thủy, muốn ứng dụng phong thủy nhưng người khác không tin, không sao cả, phước phần mỗi người khác nhau. Nhưng đừng vì quá tin vào phong thủy mà làm bất cứ việc lớn bé gì cũng theo phong thủy. Làm việc gì cũng xem ngày tốt xấu là đánh mất tự nhiên. Phong thủy giúp cải biến cuộc sống vài phần, phần lớn do sự tu tâm dưỡng tánh và lòng giúp người. Tu tâm dưỡng tánh chính là tu sửa bản thân. Hướng Đông Bắc trong hậu thiên bát quái thuộc quẻ cứng, ngũ hành thuộc thổ. Quẻ cứng đại diện cho con trai út hoặc con rể út. Cửa nhà hướng Đông Bắc đại diện cho con trai út thường xuyên vắng nhà khi trưởng thành. Nếu hướng Đông Bắc bị thiếu gốc, đại diện vận trình con trai út không tốt hoặc là không ở cùng cha mẹ. Hướng Đông Bắc có 3 sơn, Sửu, Cấn, Dần. Tổng cộng có 3 quẻ trong vận 8. Lập quẻ nhà theo huyền không phi tinh, biết được thời điểm tốt xấu của một ngôi nhà, biết được vận trình của những thành viên trong gia đình, dựa vào sinh thần bát tự của từng thành viên và bố cục ngôi nhà để luận được chi tiết, luận được tốt xấu như thế nào của từng thành viên. Theo quẻ huyền không phi tinh, ta bài trí đồ vật phù hợp giúp ngôi nhà hoặc mảnh đất giảm xấu, tăng tài lộc và có thể tăng nhân đinh. Phong thủy giúp thuận lợi về tài lộc nhưng không phải vạn năng, vì phong thủy không thay đổi được nhân quả. Không siêng năng chịu khó thì không thể có được kết quả tốt. Ví dụ gia chủ của Khải Toàn có anh Vũ Trí, mỗi lần mời thầy đến xem, không chỉ chỉnh sửa phong thủy, bản thân anh còn khuyến khích động viên nhân viên xem lại chính bản thân nơi này
có khúc mắc gì hay không. Mỗi một chi nhánh bên anh Vũ khi Khải Toàn đến xem chỉnh thể xong đều đạt được kết quả rất là tốt sau tầm một tháng. Vì những nơi này vừa dụng phong thủy vừa dụng cả yếu tố con người. Nói cách khác, phong thủy là một phương tiện trợ thêm về tài lộc, không thể thay đổi được nhân quả. Những ai gieo nhân lành sẽ có quả thiện. Những vị có tín ngưỡng là người có đức tin cao, tâm thành vạn sự thông. Một vị gia chủ của Khải Toàn có vài chi nhánh Barber Shop có hiện tượng không bình thường về tâm linh. Tuy nhiên, anh gia chủ này tuy là người đạo Công giáo nhưng hết mực tín ngưỡng, thỉnh thoảng vẫn cúng kiến khấn bái, khấn những vị khuất mặt khuất mài nơi này phù hộ độ trì cho mọi việc hanh thông. Vì thế, sau một thời gian, mọi việc đều an ổn, khách hàng ổn định. Vì vậy, ta chỉ cần thành tâm khấn thổ thần thổ địa và những người khuất mặt khuất mài nơi ta sinh sống, cầu mong họ phù hộ độ trì cho ta có sự an ổn để sinh sống. Người có niềm tin về tâm linh là người dễ vượt qua đau khổ. Nếu phong thủy đại diện cho tài lộc thì trí tuệ đại diện cho cách dụng tài, nhưng cách sống đại diện cho tăng phước đức. Để tăng không bị nhiễu loạn, phương tiện phù hợp nhất là tập hành thiền. Phương là phương pháp nào tiện ta cứ dùng. Người hành thiền sẽ tìm cho mình sự bình an trong tâm hồn. Thường xuyên đọc sách hoặc nghe pháp thoại, quán chiếu trong cuộc sống thường nhật sẽ có được sự giác ngộ. Đạt được giác ngộ, có được tâm an tịnh, dụng phong thủy dễ hanh thông. Trong video này, Khải Toàn đề cập ba quẻ nhà hướng Đông Bắc theo huyền không phi tinh thuộc vận 8. Nhà hướng Đông Bắc thuộc hành thổ. Các bạn lưu ý, video này luận về huyền không phi tinh, không luận về bát trạch, cung phi hay các thuộc số khác. Để biết cách đo tọa độ và phân cung ngôi nhà, các bạn xem video về hướng dẫn đo tọa độ và phân cung nhà trong kênh của Khải Toàn. Đây là kiến thức quan trọng để xác định tọa độ nhà. Hoặc các bạn có thể lên Google tìm thầy Khải Toàn vào các website của Khải Toàn, xem thêm về huyền không phi tinh và các bài về dụng thần bát tự. Nhà hướng Đông Bắc, tọa là Tây Nam, tức cuối nhà là Tây Nam thuộc hành thổ. Nếu nhà là cung Sửu, tọa Mùi hợp với những ai mệnh thiếu hỏa thổ. Nếu nhà là cung Dần, tọa tại Thân hợp với ai mệnh thiếu kim thủy. Nếu ở nhà hợp hướng sẽ cho thêm vài điểm tốt. Nhà hướng Bắc có 3 cung Sửu, Cấn, Dần. Ngày tháng năm có Sửu Dần không phải là ngày lành cho việc chọn ngày tốt. Nếu hướng nhà là cung Sửu, phương tọa sẽ là Mùi. Ngày lành có thể chọn Ngọ hoặc Tỵ hoặc là Hợi Mão. Nếu hướng nhà là cung Dần, phương tọa là Thân, ngày lành có thể chọn Tý Thìn hoặc Thân Dậu. Các bạn nên kết hợp thêm về dụng thần bát tự của gia chủ. Nhà hướng Đông Bắc trong hậu thiên bát quái thuộc quẻ Cấn thuộc hành thổ. Hướng Đông Bắc có sao Bát Bạch. Sao Bát Bạch là sao đương lệnh, là sao tốt. Hiện tại vì đã ở vận 8, sao Bát Bạch là sao tốt đại diện cho công danh tài lộc. Trong quá trình tự học phong thủy, người sáng dạ dễ học hơn, người kém duyên học khó hơn. Phần nào chưa hiểu các bạn hãy lướt qua, sau đó học lại dần dần sẽ ngộ. Sự kiên trì của mình sẽ luôn có kết quả tốt. Học huyền không phi tinh là luận về lý khí, luận về thời điểm tốt xấu của một mảnh đất hoặc một ngôi nhà, nhưng không thể nào thiếu kiến thức về loan đầu. Loan đầu chú trọng hình thể, mắt thấy tai nghe được. Ví dụ, mặt bằng ngôi nhà, cách cục ngôi nhà, phía trước, phía sau ngôi nhà, giường ngủ, nhà bếp. Ví dụ, trước cửa nhà có trụ điện quá to hoặc là có cống rãnh không phải là tốt. Cống rãnh là vị sát, trụ điện là hỏa sát. Nếu có cây quá to bên trái đại diện cho cây phù hộ, cây bên tay phải không phải là cây tốt. Nhà ở nên treo nhiều ảnh cưới hoặc là ảnh gia đình. Nếu treo ở Tây Bắc đại diện cho người nam gia chủ hết mực vì gia đình. Nếu treo ở Tây Nam đại diện cho người mẹ thương yêu gia đình.
Giường ngủ không nên có bất kỳ các loại cửa nào xông vào, nhất là cửa nhà vệ sinh, hoặc không nên có gương xông vào giường ngủ. Phòng khách nên thông thoáng, phòng khách là nơi tụ tài, không nên chất chứa quá nhiều đồ đạc trong phòng khách. Nhà vệ sinh, nếu người thiếu thủy ở thì nhà vệ sinh nên to, nên có bồn tắm. Nhà vệ sinh của người kỵ thủy thì nên bé lại, nên màu ấm và có quạt hút ẩm. Nhà nhiều gương không phải điều tốt, gương là một loại rất là hung sát. Gương không nên chiếu thẳng vào các loại cửa và không nên chiếu vào bếp. Ánh sáng là một loại phong thủy quan trọng, ánh sáng vừa đủ, không quá mạnh, không quá yếu. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về loan đầu trên kênh của Khải Toàn hoặc là sách. Khải Toàn xin trình bày các quẻ. Ngoài thông tin như tọa độ nhà, bản vẽ nhà, phân khung nhà và xác định thời điểm dọn vào ngôi nhà ở, ví dụ sau 2004 sẽ thuộc vận 8, sau 2024 sẽ qua vận 9. Các bạn theo một trong ba quẻ sau đây của nhà hướng Đông Bắc. Ở hướng 12 giờ trên hình ghi chú có ghi chú tọa độ của mỗi quẻ. Ở gần cuối video, Khải Toàn có hướng dẫn vài vật phẩm phong thủy đơn giản theo từng ngũ hành để các bạn tiện ứng dụng. Quẻ số 1 ta có mùi sơn sửu hướng 24 cho đến 37 độ. Cung tốt bao gồm Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam. Cung không tốt là hướng Đông và hướng Đông Nam. Tại Đông Bắc nên có thủy để kích tài, không nên có vật cao lớn hoặc là tủ cao, không nên có nhiều màu đỏ, không nên có tạp vật, nên có một ít kim loại đồ đồng để hóa sát sau nhị hắc. Tại hướng Đông và hướng Đông Nam không nên có nhiều kim loại, không nên có nhiều cây cối hoặc mộc. Tại đây, tại hai hướng này có thể dùng một ít hỏa. Tại Đông và Đông Nam này không nên động, không nên để những vật như loa quạt. Nếu mà có loa quạt hoặc là nhiều cây cối sẽ gây hiện tượng thị phi. Tại hướng Nam không nên có nước, nên có một bức tranh núi hoặc tủ cao. Tại Tây Nam cũng tương tự, không nên có nước, nên có tủ cao hoặc tranh núi. Có thể dùng làm giường, có thể dùng làm phòng ngủ, phòng làm việc hoặc là phòng đọc. Tại hướng Tây nên có thủy tĩnh, một bức tranh sông nước hoặc là tranh cửu ngư. Không nên có mộc. Tại Tây Bắc nên có thủy để kích tài. Thủy bao gồm hồ cá, tranh cá. Tại hướng Bắc nên có một bức tranh núi, không nên có kim, có thể dùng hỏa. Tại Trung Cung tức giữa nhà, nhị hắc và ngũ hoàng, không nên có hỏa, nên có một ít kim loại để hóa sát. Quẻ số 1 mùi sơn sửu hướng 24 đến 37 độ, đây là một quẻ tốt trong vận 8, nhưng qua đến vận 9 tức sau 2024 sẽ là quẻ thoái khí. Quẻ số 2 khôn sơn cứng hướng 38 cho đến 52 độ. Hướng tốt ta có Đông Bắc, Đông Nam và Tây Nam. Cung không tốt ta có hướng Tây và Tây Bắc. Tại Đông Bắc không nên có nước, nên có vật cao lớn hoặc là tranh núi. Tại hướng Đông nên có thủy tĩnh, không nên có mộc. Thủy tĩnh là tranh cá hoặc là tranh sông nước. Tại Đông Nam nên có thủy động để kích tài, không nên có vật cao lớn. Tại hướng Nam nên có tranh núi, không nên có kim, không nên có nước. Tại Tây Nam nên có nước để kích tài, không nên có nhiều đồ họa, không nên có nhiều màu đỏ hoặc hỏa, nên có một ít kim loại để hóa sát sau nhị hắc. Tại hướng Tây và Tây Bắc kỵ nhiều kim loại, kỵ nhiều mộc. Mộc là xanh lá cây cối hoặc là sách vở, nên có một ít hỏa để hóa sát. Tại hướng Bắc không nên có thủy, không nên có kim, nên có một bức tranh núi. Tại Trung Cung không nên có hỏa, nên có một ít kim loại hóa sát. Quẻ số 2 này trong vận 8 cũng là một quẻ tốt,
nhưng qua vận chính là quẻ thoái khí. Quẻ số 3 thân sơn dần hướng 53 cho đến 65 độ. Cung tốt ta có đông bắc, đông nam và tây nam, và cả hướng bắc. Cung không tốt ta có hướng tây và tây bắc. Tại đông bắc không nên có nước, không nên có hỏa, nên có một ít kim loại hóa sáng và một bức tranh núi. Tại hướng đông không nên có mộc, nên có thủy tĩnh. Thủy tĩnh là tranh cá hoặc là tranh sông nước. Tại đông nam nên có thủy để kích tài, là một hồ cá hoặc bức tranh cá. Tại hướng nam nên có tranh núi, không nên có kim. Tại tây nam nên có thủy để kích tài, không nên có tủ cao, không nên có hỏa, nên có một ít kim loại hóa sát. Tại tây và tây bắc kỵ kim và kỵ mộc, kỵ động, không nên để quạt, để loa, không nên có nhiều cây cối, sách vở hoặc báo chí, nên có một ít hỏa để hóa sát. Tại hướng bắc nên có một bức tranh núi, không nên có kim, không nên có thủy. Trung cung giữa nhà không nên có hỏa, nên có một ít kim loại hóa sát sau ngũ hoàng và nhị hắc. Quẻ số 3 này ở vận 8 vẫn là một quẻ tốt, qua vận 9 sau 2024 không còn tốt nữa, là quẻ thoái khí, không tốt không xấu. Huyền không phi tinh nên kết hợp với dụng thần bát tự. Dụng thần là gì? Mời các bạn chưa biết vào web của Khải Toàn tìm hiểu thêm. Theo thuật mệnh lý, mỗi người sinh ra có một từ trường, một cơ duyên. Từ ngày tháng năm sinh tức sinh thần bát tự để xem về một lá số. Bát tự tứ trụ là xét cả lá số, năm tháng, ngày giờ sinh và cả giới tính. Cha đơn giản hơn thì theo thuật ngạ mệnh. Ví dụ người sinh mùa hè thiếu thủy thì nên chọn màu xanh dương hoặc màu đen. Người sinh mùa xuân thường là thiếu kim nên chọn màu trắng xám hoặc là hình tròn. Người sinh mùa thu thường là dư kim thiếu mộc nên chọn màu xanh lá và hình vuông, hoặc có thể chọn màu của hỏa. Người sinh mùa đông thường thiếu hỏa nên chọn màu đỏ, tím, vàng, hồng hoặc là màu xanh lá của mộc. Hình nhọn, hình tam giác đại diện cho hỏa. Các bạn hãy học từ tốn, không việc gì phải vội. Việc gì ta làm vội thường không tốt như các việc làm từ tốn. Dựa theo quẻ huyền không phi tinh để bài trí phù hợp, các bạn nên biết kết hợp với dụng thần bát tự và phong thủy loan đầu là tốt nhất. Loan đầu chú trọng hình thể, sự hài hòa và thẩm mỹ, nên ưu tiên về sự hài hòa giữa tiện ích và phong thủy. Ví dụ cung tốt ngay giữa lối đi thì không thể nào đặt bàn làm việc được, hoặc cung tốt phía trên có xà ngang thì cũng không thể nào đặt bàn làm việc, vì xà ngang đè lên đầu là sát khí. Nếu bạn là người tin vào sự ứng nghiệm của phong thủy, bản thân muốn ứng dụng phong thủy vào đời sống, vào chính ngôi nhà của mình, nhưng hiện tại người trong gia đình hoàn toàn không tin, không muốn ứng dụng, họ nghi ngại, thì bạn phải làm như thế nào? Mỗi người có phước phần khác nhau, có cách nhìn khác nhau. Chính bản thân bạn trước đây cũng từng nghi ngại. Vì vậy ở hiện tại bạn không nên vội ứng dụng phong thủy vào chính ngôi nhà của mình. Hãy dùng chính sự thiện lành, chính sự giác ngộ của mình âm thầm thay đổi bản thân, dành thời gian tu tập, dành thời gian ngồi thiền, chỉnh sửa tâm tính của chính mình. Dần dần đạt được sự giác ngộ, từ đây rất dễ thông cảm với những người xung quanh, vì tâm lý là một loại phong thủy tốt nhất. Thông cảm và giúp người sẽ có hòa khí, có được hòa khí trong gia đình, dễ sinh tài lộc. Khải Toàn hy vọng các bạn có được sự khai ngộ để tâm thân an lạc, để hiểu rằng sạch sẽ là phong thủy loan đầu tốt, tâm lý an lạc là phong thủy lý khí tốt. Và đương nhiên đừng quên bố thí niềm hoan hỷ, bố thí công đức khi có cơ hội, và mỗi ngày tập hành thiền 10 phút cho tâm an tịnh. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.